Xin chào bạn, mình là Chi. Chào mừng các bạn đến với hoặc quay trở lại với Unordinary Researchers. Khác với những tập podcast thông thường thì hôm nay mình sẽ chia sẻ những phương pháp học tập và làm việc mà mình áp dụng hàng ngày qua một series mới mang tên Công việc chính của mình là làm nghiên cứu tại viện nghiên cứu của chính phủ, do đó mình phải đọc các bài báo khoa học khá là nhiều. Trong tầm hơn 1-2 tháng vừa qua thì mình có sử dụng 14-15 các công cụ khác nhau. Có những công cụ thì có tiềm năng nhưng mà cũng có nhiều công cụ mình nghĩ là không có hiệu quả cho lắm. Hôm nay thì mình sẽ review 3 công cụ mà mình thấy có tính ứng dụng cao nhất và đưa ra những ý kiến của mình về điểm mạnh và điểm yếu của các công cụ này. Mình cũng muốn nói luôn, mình không phải là một chuyên gia về AI nên mình chỉ đưa ra những ý kiến cá nhân của mình với tư cách là một người sử dụng. Let's start! Công cụ đầu tiên mình muốn giới thiệu là Perplexity AI. Thì mình thấy Perplexity AI giống như một sự kết hợp giữa Google Scholar và ChatGPT. Thì mình nghĩ này ứng dụng này khá là tốt để có thể hỗ trợ các bạn lên những cái ý tưởng ban đầu, bạn bắt đầu từ các nguồn bài báo có sẵn. Đầu tiên là mình có thể chuyển qua một academic và hỏi về một topic, ví dụ này là review hydrological connectivity. Kết quả là Perplexity đã đưa ra cho mình những cái ý kiến khác nhau từ các bài báo và bản chất thì giống như là làm literature review. Sau đó là các bạn có thể hỏi những câu hỏi liên quan đến cái topic mà bạn đã đặt ra. Mình sẽ thử kiểm tra một cái citation. Nếu các bạn đã sử dụng ChatGPT thì các bạn cũng biết là ChatGPT có thể generate fake citations, là tạo ra các nguồn dẫn chứng không có thật. Thì mình nghĩ là Perplexity đã cải thiện việc này bằng cách sử dụng các bài báo từ các nguồn journal có sẵn. Và sau đó thì mình cũng hỏi thêm một cái câu hỏi suggest ở phần bên dưới về cái vấn đề liên quan đến hydrological connectivity. Và Perplexity cũng đưa ra những cái câu trả lời từ các nguồn bài báo khác. Thì mình thấy một nhược điểm mình thấy rõ nhất ở Perplexity là những cái nguồn bài báo Perplexity sử dụng thì có thể là còn khá hẹp và không phải là từ các nguồn journal lớn, ví dụ như journal Q1. Và Perplexity chỉ access được phần abstract từ các bài báo này. Hai là Perplexity không có option để cho mình lựa chọn chỉ review các bài báo có ranking cao, ví dụ các bài báo Q1 hoặc là các bài báo có nhiều citations. Tuy nhiên là mình thấy là các bạn cũng có thể sử dụng Perplexity cho việc lên ý tưởng ở các bước đầu tiên cho assignment hoặc là bắt đầu viết báo của mình. Công cụ thứ hai giúp mình làm literature review là Alice. Thì mình sẽ hỏi cô một câu mình đã hỏi Perplexity, đó là review hydrological connectivity. Thì ngay lập tức là Alice sẽ đưa ra những cái bài báo liên quan đến chủ đề mà mình hỏi cùng với phần tóm tắt ngắn gọn cho phần abstract. Thì các bạn cũng có thể kéo xuống bên dưới để review thêm nhiều bài báo cùng một cái chủ đề. Mình thấy ở đây có một số journal analysis chưa thể detect được tên của journal cũng như là ranking. Mình có thể thử thêm một số thông tin, ví dụ như là ranking của các báo hoặc là detail abstract summary. Thì mình thấy là phần detail abstract summary thì tóm tắt được khá là tốt. Một điểm tương tự như Perplexity thì mình thấy là Alice cũng chỉ access được phần abstract và không thể đã access những cái bài báo nếu mà bài báo đó không phải là open source. Mình thấy điểm mạnh của Alice là Alice có khả năng tóm tắt từ các nguồn bài báo khá là phong phú và Alice có thể làm review cho nhiều bài báo cùng một lúc, nhiều thông tin được tóm tắt khá là tốt như trong phần detail abstract summary. Như vậy là các bạn có thể tóm tắt và có được gợi ý của nhiều bài báo
nhiên thì mình thấy là Alexis cũng có những cái nhược điểm nhất định. Ví dụ là Alexis chưa thể nhận diện được tên của các bài báo và ranking của một số bài báo. Từ đó là mình không thể lọc ra những cái bài báo mà mình muốn đọc từ các journal Q1 chẳng hạn. Và có nhiều thông tin chưa tổng hợp được, ví dụ như ở phần limitations hoặc phần intervention. Mình cũng thử tải một bài báo lên Analysis để tóm tắt bằng cách upload file PDF để thử xem là nội dung phần tóm tắt có chi tiết hơn hay không. Như các bạn thấy là khi mà mình upload full paper thì Analysis có thể xác định được tên bài báo và ranking khá tốt. Nhưng mà một số nội dung như là limitation hoặc intervention hoặc comparison thì vẫn chưa tóm tắt được. Như vậy là kể cả khi mình tải cả paper lên thì Analysis cũng không tóm tắt được nội dung từng phần của bài báo. Thì mình nghĩ là ứng dụng tốt nhất của Analysis là giúp các bạn đọc nhanh phần abstract của các bài báo. Từ đó thì các bạn có thể lựa chọn bài báo nào nên đọc và sau đó có thể tìm đọc các bài báo đó kỹ hơn. Công cụ thứ ba mình muốn giới thiệu là Scholarly. Scholarly là một công cụ AI dùng để tóm tắt các bài báo khoa học hoạt động bằng cách scan các từ khóa trong bài báo, giúp các bạn có thể đọc và tóm tắt các bài báo nhanh hơn. Thì mình thường sử dụng Scholarly để scan nhanh qua các bài báo khi làm literature review. Thì Scholarly là ứng dụng có miễn phí, nhưng nếu các bạn chỉ get extension for Chrome thì có thể được sử dụng miễn phí. Và đối với mình thì sử dụng extension thôi thì mình thấy cũng khá là tốt rồi. Đầu tiên mình sẽ tải extension và add for Chrome. Sau đó là mình đi đến bài báo mà mình muốn tóm tắt và nhấn vào mục Scholarly. Yep, và các nội dung sẽ được tóm tắt dưới dạng flashcard. Bạn có thể kiểm tra các nội dung của từng mục và các thông tin quan trọng trong bài báo. Ví dụ như là key concept, là những cái keyword trong bài. Và các nội dung quan trọng trong phần abstract cũng sẽ được highlight. Phần Scholarly Highlight là tóm tắt các ý quan trọng trong bài báo. Thì ở đây mình thấy có một thông tin không nằm trong bài báo của mình. Như vậy là Scholarly vẫn gặp phải một lỗi giống như ChatGPT đã đưa ra những cái thông tin sai. Mình nghĩ là cái thông tin này thì đến từ những cái bài báo gợi ý từ journal page, chứ không phải là những cái thông tin có trong bài báo của mình. Ngoài ra thì Scholarly cũng tóm tắt các phần của bài báo, ví dụ như là introduction, objective, method, results and conclusion. Và các bạn có thể xem các thông tin quan trọng trong các flashcard. Các bạn cũng thể download phần tóm tắt này về máy để hỗ trợ việc làm literature review. Mình thấy là ưu điểm lớn nhất của Scholarly là giúp các bạn đọc báo nhanh hơn để tìm ra những cái bài báo quan trọng. Sau đó thì mọi người vẫn nên đọc kỹ lại các bài báo và làm review chi tiết hơn. Ngoài ra thì mình cũng suggest các bạn có thể dùng tích hợp các công cụ AI, ví dụ như là Scholarly và Notion AI cùng những cái tính năng có sẵn trong Notion để làm literature review. Các bạn có thể bình luận bên dưới nếu các bạn muốn mình làm thêm một video về cách dùng Notion và Notion AI để làm literature review. Sử dụng các công cụ AI thì mình thấy các công cụ này có tiềm năng và có thể hỗ trợ các bạn trong việc học tập và nghiên cứu để đạt được hiệu suất cao hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng có những cái lưu ý khi mà sử dụng những công cụ này. Thứ nhất là mình muốn nhắc lại là các AI tools không phải là công cụ tạo ra ý tưởng, nên là các bạn chỉ nên sử dụng AI để hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu, chứ không phải sử dụng để thay các bạn làm assignment hoặc là thay các bạn viết báo. Hơn nữa là việc sử dụng AI để viết báo, kể cả chỉnh sửa lỗi chính tả thì cũng có những cái nguy cơ nhất định. Thường là các công cụ AI sẽ sử dụng input mà các bạn đưa vào để train và tạo ra các output mới.
Trong trường hợp thì các bạn nghiên cứu một cái topic nhỏ, thì nếu mà người dùng khác hỏi cùng một câu tương tự thì công cụ AI có thể lấy những thông tin mà bạn đưa vào để trả lời. Và điều này thì mình thấy khá là risky. Thứ hai là AI có thể tạo ra fake information. Do đó là khi các bạn làm tóm tắt sơ lược hoặc là scan qua các bài báo lúc đầu thì các bạn cần phải đọc lại một cách chi tiết và làm bản tóm tắt của riêng mình để xác định lại thông tin đó có đúng hay là không. Thứ ba là đối với các bạn sinh viên hoặc là các bạn đang làm nghiên cứu ở các trường đại học lớn, thì mình thấy hiện tại các trường đại học cũng đã bắt đầu tích hợp dùng Turnitin để quét các bài assignment có sử dụng AI, nên là mình cũng khuyên các bạn không nên copy and paste trực tiếp từ các công cụ AI để hạn chế việc bị check đạo văn. Và điều quan trọng nhất là bởi vì chúng ta sinh ra trong thời đại AI phát triển, nên chúng ta nên biết cách sử dụng AI giống như một cái công cụ bổ trợ và đừng để mình bị lệ thuộc hay là dựa dẫm vào AI nha mọi người. Nếu các bạn thích mình làm những chủ đề tương tự liên quan đến học thuật thì đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh, cũng như là để lại các câu hỏi ở phần bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại mọi người trong các tập Study 101 tiếp theo. Bye!